đến từ cá tra, bao gồm cá tra phi lê, cá tra nguyên con, cá tra cắt khúc và các mặt hàng giá trị gia tăng khác. Công ty của chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm trên toàn thế giới như là về ISO, HACCP, BRC, ISF và đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc truy xuất như là ASC và Global Gap. Sau 7 tháng hoạt động từ năm 2017 đến thời điểm hiện tại thì công ty chúng tôi đã xuất khẩu được doanh thu khoảng 20 triệu USD. Công ty thủy sản phát triển của chúng tôi vẫn tâm huyết với cái nghề chế biến xuất khẩu thủy sản cá tra.